tất cả quý cô bác các anh chị các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên Nga kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Hôm nay Nga xin thưa trong cái video này là cái số tiền thất nghiệp mà nhận được bao nhiêu hàng tuần. Tại vì là mấy tháng nay là các anh chị nhận được cái số tiền đó nhưng mà các anh chị nói là tại vì Nga nhận khá nhiều cái vào tin nhắn về hộp là hộp thư nè. Rồi xong rồi xong đóng trong quá trình mà Nga giúp trong các anh chị á thì các anh chị không biết thì chỉ là cái số tiền là mỗi tiểu bang nhận khác nhau, người ta quyết định khác nhau cái tối đa là bao nhiêu, trên tuần làm cái tối thiểu là bao nhiêu trên tuần thì dựa trên cái nhiều cái thông tin, nhiều cái yếu tố khác nhau để mà ta quyết định mà Nga được biết khi mà Nga giúp những cái hồ sơ đó thì Nga được biết là cái điều là khác khác biệt hai thứ, hai điều khác biệt đó là thứ nhất là dựa trên cái thu nhập hàng năm của các anh chị là bao nhiêu cái điều thứ hai là giữa cái hồ sơ w youtube và 1099 là nó khác biệt nữa tại vì các anh chị biết là từ trước tới giờ là từ trước tới giờ là có bao giờ là chỉ là w youtube là, là những người làm hãng đó người ta đóng hãng người ta đóng cái gọi là bảo hiểm thất nghiệp đó các anh chị là khi thất nghiệp đó, là được nhận cái số tiền đó mà trong đây là cái năm đầu tiên, cái năm đầu tiên từ trước tới giờ mới xảy ra đó là 1099 được nhận cái à, số tiền thất nghiệp nhưng mà tiểu bang á, thì không có được, tại vì không có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nên không có được, cho nên là cuối cùng thì liên bang đã ra cái luật là đã ra cái luật làm cái um, cái chương trình PUA á, là để giúp cho những người là 1099 nhận được tiền thất nghiệp, cho nên là nhiều các anh chị là nghe nhận khá nhiều quá các anh chị thắc mắc là không biết là cái số tiền các anh chị là tại sao ít quá nhận hàng tuần là ít quá hoặc là nhận hàng tuần nhiều quá ví dụ vậy ha thì nga cung cấp cái thông tin này để mà một phần nào đó để các anh chị có thêm cái thông tin các anh chị tham khảo á và nga đây là cái thông tin là cho 50 tiểu bang và nga cung cấp luôn cái đường dẫn vào cái trang sở lao động cho cho từng tiểu bang luôn để các anh chị là à, theo dõi tại vì một số các anh chị cũng là lúng túng nghe cũng rất là hiểu trong cái quá trình mà các anh chị xem hồ sơ và các anh chị muốn vào mà các anh chị cũng không có có rành á thì nga nghĩ là một số các anh chị thôi chứ không phải hết tất cả ha và đây là cái thông tin nga mời các anh chị theo dõi với nga sau đây và nga cũng xin được một giây là nếu như mà ai lần đầu tiên các cô các chú các bác các anh chị lần đầu tiên ghé kênh nga võ illinois thì nga mời các anh chị á các cô các chú á nhấn nút sprite là đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của nga đồng thời là nhấn like nhấn share nếu như mà thấy cái video hữu ích nga cảm ơn rất là nhiều Đầu tiên thì Nga đọc theo cái thứ tự ABC của từng tiểu bang Và cái phần đầu tiên á, là cái um, cái đường dẫn vào trong cái sở lao động ha Là cái website Rồi xong á, là cái phần thứ nhì là Nga đọc là cái phần là minimum Chứ nhiên là tối thiểu hàng tuần, lợi tích hàng tuần là bao nhiêu Và maximum là tối đa là bao nhiêu ha Và trong đây là minimum hàng tuần của tiểu bang Alabama là 45 đô la trên tuần, maximum là 275 đô la. Alaska đầu tiên là cái website và cái tối thiểu là 56 đô la trên tuần và tối đa là 370 đô la trên một tuần. Arkansas, đầu tiên là cái trang vào trong cái sở lao động và cái đường link thứ nhì là vào trong PUA và xin lỗi tối thiểu là 133 đô la trên tuần và tối đa là 451 đô la trên tuần. California, cái đường dẫn là vào trong cái EDD thì các anh chị ở bên California là các anh chị cũng quen thuộc cái này rồi ha. Và tối thiểu là được 167 đô la và tối đa là 450 đô la. Thì Nga cũng xin thưa rằng là trong đây là người ta đưa ra là tối đa và tối thiểu. Nhưng mà có những trường hợp dưới 100 là cũng có những trường hợp ngoại lệ nha các anh chị. Là Nga cũng giống như là Nga thưa rồi đó. Là cũng dựa trên cái là thu nhập của các anh chị nữa. Và cái thu nhập của các anh chị nó quá ít thì lại nó lại thấp hơn 100 đô la cũng có luôn ha. Thì Nga cũng xin thưa cái điều đó luôn. Và Colorado, đầu tiên là cái trang vào sở lao động. Cái thứ nhì là vào trong cái PUA và tối thiểu là 223 đô la một tuần, tối đa là 618 đô la một tuần. Connecticut. Đầu tiên là cái trang vào sở lao động và cái PUA là dưới đây và tối thiểu là 198 đô la một tuần và tối đa là 649 đô la. Đéo là quà. Cái này là trang sở lao động và cái này nhá các anh chị, minimum, tối thiểu của PUA là 133 đô la và tối đa là 400. Florida, trang đầu tiên là vào sở lao động, cái thứ nhì là PUA và trong đây người ta nói là minimum, maximum chứ, của PUA là 275 và người ta không có đưa ra cái minimum. Georgia, cái... Đầu tiên là vào Sở Lao động, cái thứ hai là PUA và cái PUA á mà tối thiểu là 55 đô la một tuần và cái tối đa là 365 đô la một tuần. Hawaii, đầu tiên là cái trang Sở Lao động, cái thứ nhì là PUA và tối thiểu là 263 đô la một tuần và tối đa là 648 đô la một tuần. Idaho là trang Sở Lao động và tối đa là 168 đô la và tối nga xin lỗi, tối thiểu là 168 đô la và tối đa là 448 đô la trên tuần. Illinois. Đầu tiên là cái đường dẫn và cái thứ hai là PUA và tối thiểu là 51 đô la một tuần và tối đa là 580 đô la một tuần và yeah, tối thiểu là 51 đô la và tối đa là 580. Indiana là đường dẫn đầu tiên và người ta đưa ra là cái tối thiểu là 149 đô la một tuần trong đây người ta không có đưa ra cái maximum cái tối đa đó Iowa cái đường dẫn đầu tiên là vào trang sửa lao động cái thứ hai là PUA và tối thiểu là 203 đô la trên tuần và tối đa là 481 đô la trên tuần Kansas đầu tiên là cái đường dẫn và cái thứ nhì là tối thiểu là 122 đô la trên tuần và tối đa là 488 đô la trên một tuần. Kentucky là tối thiểu là 180 đô la trên tuần Vậy là cái phần mà cái website bên trên đó các anh chị thì Nga không có đọc lần nữa ha Tại vì Nga muốn đi cho nó nhanh chút á. Và Nga cũng không có muốn là các anh chị phải đợi lâu á Cho nên là Nga chỉ đọc cái phần là tối đa và tối thiểu phía bên dưới thôi Còn cái phía cái phần bên trên là các anh chị sẽ biết được là cái đường dẫn vào trong cái tiểu bang cái sở thất nghiệp của từng tiểu bang các anh chị ha Louisiana tối thiểu là 107 trên tuần tối đa là 247 trên tuần. Mẹ tối thiểu cho cái PUA là 172 trên tuần và tối đa là 445 đô la trên tuần. Maryland thì trong đây Maryland người ta đưa ra cái cung cấp cái đường nhà dẫn vào trong cái tiểu bang thôi. Người ta không có có là đưa ra cái cái minimum và cái maximum. Yeah. Massachusetts là tối đa là 823 trên tuần, người ta không có đưa ra cái um, cái minimum. Michigan người ta nói rằng cái uh, lợi tức um, thất nghiệp á là hàng tuần á là nó bắt đầu là từ cái uh, 160 đô la cho tới là 318. Nhưng người ta đưa cái khoản như vậy thì theo như mình nghĩ cái trong cái trường hợp người ta đưa ra đó, tất nhiên là minimum là 160 à uh, tối đa là 318. Minnesota là minimum là 234 đô la. Đây là cái thông tin mà người ta đưa ra mà không có có maximum tối đa. Là Mississippi tối thiểu là 106 đô la và tối đa là 235 đô la trên tuần. Missouri người ta đưa ra là tối thiểu là 133 đô la trên tuần cho PUA. Montana là một tối thiểu cho PUA là 184 đô la trên tuần. Noraska tối thiểu là 174 đô la và tối đa là 440 đô la. Nevada tối thiểu là 183 trên tuần và tối đa là 469 đô la trên tuần. New Hampshire là tối thiểu là 167 đô la trên tuần và trong đây người ta không có đưa ra cái maximum á. New Jersey tối thiểu là 231 đô la trên tuần và maximum tối đa là 713 đô la trên tuần. New Mexico tối thiểu là 133 đô la trên tuần, maximum là 320 đô la trên tuần. New York là tối thiểu là 172 đô la sinh tuần and maximum là 504 đô la trên tuần. North Carolina tối thiểu là 15 đô la trên tuần khá ít phải không các anh chị khá thấp và maximum là 350 đô la trên tuần North Dakota là tối thiểu là 43 đô la trên tuần và tối đa là 595 đô la trên tuần Ohio là tối thiểu là 134 đô la trên tuần và tối đa là 480 đô la trên tuần và Ohio là cũng có cái cung cấp cái số điện thoại là nga kèm thông luôn đó các anh chị. Oklahoma là tối thiểu là 16 đô la trên tuần và tối đa là 539 đô la trên tuần. Oregon tối thiểu là 205 đô la trên tuần và tối đa là 648 đô la trên tuần. Pennsylvania tối thiểu là 195 đô la và tối đa là 572 đô la trên tuần. Nha cũng xin thưa các cái gì có số tiền mà người ta đưa ra ước tính là minimum hoặc là maximum như vậy nhưng mà nga cũng xin thưa một lần nữa là có thể cái số tiền thực sự các anh chị nhận được có thể là nó cao hơn cái mức là tối đa người ta đưa ra hoặc là nó thấp hơn cái mức tối thiểu mà người ta đưa ra như vậy ha tại vì nó còn dựa trên nhiều cái yếu tố rồi người ta là nhà điều chỉnh cái trong cái quá trình mà các anh chị nhận tiền rồi người ta cũng điều chỉnh lên xuống nữa ha cho nên là nga chỉ là đưa ra cái thông tin ở trên đây người ta đưa ra thì nga cũng chia sẻ lại với các anh chị như vậy á Rose Island thì tối thiểu là 53 đô la trên tuần và tối đa là 586 đô la trên tuần. South Carolina là người ta đưa ra là cái mức trung bình thôi, người ta không có đưa ra là tối đa hoặc là tối thiểu, mà yeah, người ta chỉ đưa ra cái mức trung bình của South Carolina là 236 đô la trên tuần. South Dakota tối thiểu của PUA là 172 đô la trên tuần và người ta cũng không có đưa ra cái uh, tối đa là bao nhiêu Tennessee thì tối thiểu là 120 đô la trên tuần và cái maximum là 275 đô la trên tuần Texas thì tối thiểu là 207 đô la trên tuần và tối đa là 521 đô la trên tuần Utah là người ta đưa ra cái maximum là 580 đô la sinh tuần thì Nga cũng không biết là các anh chị ở tiểu bang Utah là giống như là các anh chị là có thể biết là minimum của của bên tiểu bang đó là bao nhiêu nhưng mà trong đây thì người ta chỉ đưa ra cái thông tin như vậy á Vermont tối thiểu là 191 đô la trên tuần và tối đa là 513 đô la trên tuần Virginia thì tối thiểu người ta đưa ra là 60 đô la trên tuần và tối đa là 378 đô la trên tuần Washington tối thiểu là 237 đô la trên tuần và tối đa là 790 đô la trên tuần West Virginia tối thiểu cho PUA là 158 đô la trên tuần và tối đa là 427 đô la trên tuần Wisconsin là tối thiểu là 163 đô la trên tuần và maximum là 370 đô la trên tuần. Wyoming là tối thiểu là 36 đô la trên tuần và tối đa là 508 đô la trên tuần. Washington DC là trong đây thì người ta không có đưa ra cái tối đa và cái tối thiểu các anh chị thì nga cũng không có biết được cái mức này á là các có thể là các anh chị ở bên cái vùng Washington DC để các anh chị có thể là biết được ha còn chỉ cái bên trên là cái phần là gia vào trong cái trang của sở lao động và bên dưới là vào trong cái trực tiếp vào trong cái PUA và pictorial là cái cái này á, là các anh chị là không có phải là tiểu bang của Mỹ nhưng mà cái là cái vùng lãnh thổ thuộc địa thuộc vào của Mỹ luôn ha, thuộc vào của của Mỹ và Nga cũng đem ra cái chưa cái cái chia sẻ luôn á là tối thiểu là 33 đô la trên tuần và tối đa là 190 đô la trên tuần. Là các anh chị biết là Puerto Rico là người ta làm thuộc vào cái vùng lãnh thổ của Mỹ nhưng mà khi mà vô chắc anh chị bỏ phiếu là người ta không có quyền để vô ra yeah. thì nga chị chỉ chia sẻ sơ qua thôi chứ còn các anh chị là có lẽ các anh chị cũng biết cái điều này rồi và Nga cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các bác, các anh chị, các bạn đã ủng hộ Nga và Nga cảm ơn rất rất là nhiều. Và nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh Nga Võ Illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe là đăng ký hoàn toàn miễn phí để các anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Và nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh, ủng hộ Nga. Nga cảm ơn rất là nhiều. Và Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, sức khỏe, thành công, gặp nhiều an vui trong cuộc sống. Và Nga xin hẹn tất cả quý vị trong những cái video kế tiếp. và nếu đi làm lại thì hết sức cẩn thận và Nga xin cảm ơn rất là nhiều và Nga xin hẹn các anh chị trong video kế tiếp. Bye now!